Đây là cô chủ. Đây là Chloe. Hai chị em vừa bừng tỉnh giấc. Hàng mi xinh xinh. Hello Bumi. How are you? Hello Bumi. Hello. Sao tao cười với nó lại méo với tao? Tao có làm gì nó đâu, đưa tay đây nào. Mày bên nhà bạn nhá, đi ra rồi. Đi mang bánh mì mẹ làm cho Linh. Cô bạn siêu thích ăn bánh mì. Bây giờ thì mình sẽ về thay đồ. Tại vì hôm nay live ấy thì phải mặc ngay cho nó có tay. Chứ đồ mình mang đi toàn đồ 2 giày ấy. Với cả đồ quây quây thì không thể nào mặc như thế được. Đấy, mỗi kéo này thôi, nên bây giờ về thay đồ và xong rồi sẽ ăn trưa đây. Còn Linh thì đang ở ngoài này Working. Đây, Linh chuẩn bị thay bán đồ thanh lý rồi các bạn ạ. Căn mẹ mập Các mèo mập. Tao phải nhìn cây cột. Thì hôm qua mày nhìn tao cây cột lên thì nhìn thấy cây. Tao là phô. Không sao. Đây, Linh đang ngồi edit video cho các bạn đây. Các bạn xem đi. Đây, mất bao nhiêu công mua bán xong rồi edit. Thật Linh chưa, behind the scene của Linh đấy. Xong gì đấy, sao Chanel à? Wow. Chanel. Yên tâm, lúc mà cái video vlog này lên thì mọi thứ đã lên rồi. Thì mọi người sang kênh của Linh để xem quick video nhá. Instagram TV. À, Instagram TV à? Chị video YouTube. Oh, nice. Đã đủ nice rồi. Các bạn lần nào cũng xuất hiện. Tại vì mình làm cái YouTube không. Không, nhưng mà đúng. Lần nào tao vào Sài Gòn tao không gặp mày tao không chịu được ấy. Hello, xin chào mọi người. Bây giờ thì mặt Ly đã trông rất là kinh rồi. Nhưng mà bây giờ mình mới xong hết tất cả mọi thứ về nhà. Và cũng như là vừa mới gọi video call với anh Dũng một chút. May hôm nay đi ra ngoài đường có mưa nhưng mà mình không bị dính mưa lúc nào cả. Thôi bây giờ thì 11 giờ hơn. Bây giờ đâu? 11 giờ 57 phút rồi. Thế nên là Ly sẽ đi tẩy trang và đi ngủ đây. Ngày mai sẽ là một ngày dài và chúng mình sẽ gặp lại nhau sau nhá. Bye bye mọi người. Hola. Ly đã mặc đồ lên xong rồi. Tóc tai cũng đã làm xong. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi event. À không phải đi event, mà đi livestream với cả Laneige ở cửa hàng của Laneige tại 240 Nguyễn Trãi. À đâu, 240 Hai Bà Trưng ở trong Sài Gòn. Đó, thì xong rồi, đi livestream xong thì là anh Dũng vừa đến nơi xong và chúng mình sẽ gặp nhau và bắt đầu một weekend ở Hồ Chí Minh nha. Đấy, hôm nay mặc bộ này xinh không? So cute. Để còn có túi nữa chứ. Tiện dã man luôn. Ly đi nhá. Hello, xin chào mọi người. Ly đã đi livestream về rồi. Và bây giờ là 1 giờ rưỡi. Thì ở đây thì đi ra sân bay sẽ hơi ngược đường một chút. Nó kiểu nói chung là hơi mất thời gian đấy, 20 phút lận. Thế nên là Ly và anh Dũng là thôi, anh xuống máy bay thì anh đi book xe Grab về đi luôn, em khỏi ra đón. Tại vì lớn rồi, đàn ông 30 mấy tuổi rồi đúng không nào. Thế nên là bây giờ Ly sẽ phải dọn cái phòng này. Tại vì, well,
thì để nó cũng hơi vừa một chút. Thì dọn phòng để đón chiều. Dọn thực ra là chỉ có cái bàn này thôi, tại vì bàn này đi để đồ make up các thứ lúc sáng là make up vội ấy. Đấy, thì đây là make up look của mình ngày hôm nay, các bạn thấy sao? Đều đúng không? Ừ. Thì sắp tới á, là Ly nghĩ lúc mà cái vlog này lên thì cái video đấy lên rồi, thì Ly đang thử nghiệm bạn này trong suốt hơn 3 tuần vừa qua. Và khi mà Ly lên video cũng như là quay cái video này thì lúc đấy Ly đã sử dụng nó hơn 1 tháng rồi. Thì có thể review cho mọi người, thì đây là cái bạn mà hôm nay chúng mình có vừa livestream với nhau, là Laneige Perfect Renew Youth Regenerator. Thì Ly khá là bất ngờ với bạn này, tại vì thực sự là bản thân Ly thì trước giờ cũng ít khi dùng các bạn skincare của Laneige, trừ Laneige Waterbank với các cái dòng Waterbank ngày xưa thôi, lâu lắm rồi chưa dùng rồi. Nhưng mà khi mà Ly unbox cái bạn này ấy, là Cream Skin Refiner gì liệu kiểu amazing. Thế là khi mà được Laneige ngỏ lời là muốn Ly sử dụng bạn này để review cho mọi người, Ly đã kiểu yes, để em thử nghiệm và công nhận sự thật mọi người ạ. Thế nên là để có một lớp nền đẹp như hôm nay thì cũng là một phần nhờ do bạn này nữa, tại vì thực sự là cái hoạt chất của nó rất là tốt và nó làm cho cái da của mình nó cực kỳ khỏe luôn, mặc dù là Ly đang ở thời tiết Việt Nam, à thời tiết Hà Nội là kiểu nóng ẩm, xong rồi nó cứ ẩm ẩm mấy hôm trước khi mà Ly vào đây, và xong rồi vào đây thì nó khô hơn, nhưng mà da Ly vẫn rất là ok đó. Yes, hello, how are you? Thế bây giờ Ly sẽ dọn nhà đây. Xong rồi Ly sẽ order súp cua với cả canh bánh canh ghẹ, tại vì đấy là hai cái món mà anh Dũng rất thích. Anh Dũng là một người rất thích cua và rất thích ghẹ, thế nên là Ly sẽ order như thế để cho chồng về ăn. Thì nhá, bây giờ sẽ dọn nhà đây. Đi thôi, sang nhà Linh Hải thôi. Tắt đèn đi ạ. Đây. Ly với cả Linh thì đang làm cơm. Thực ra là Ly giúp Linh thời. Bún mì đang chờ trực chờ vòi nữa. As always. As always. Còn hai anh trai. Cái vai mà anh kéo hay là anh để ấy, anh đều phải để cái vai ra sau đúng không? Hello. Để vai ra sau. Đây hẳn ngồi xem video. Ôi thế là cũng giỏi rồi. Tao uống với anh Dũng rồi. Wow, một bữa cơm gia đình. Let's eat, thank you Linh. Ăn thôi. Ờ được. Đây là outfit của Linh ngày hôm nay. Ờ, đằng sau hơi bừa mọi người thông cảm. Đây là chiếc váy mà Linh mua ở Zara, có mặc áo ngực nha chứ không phải ở ngực. Đây. Xinh xinh. À, đây. Túi thì tí nữa hôm nay thì Ly với Linh sẽ đổi túi với nhau. Thì Linh tí nữa sẽ dùng túi của Ly, còn Ly sẽ dùng túi của Linh ngày hôm nay. Rồi, tôi mất chồng rồi. Tao nghĩ là chúng ta sẽ ham chơi và không làm gì. Tôi mất chồng rồi các bác ơi. Đã có con thứ ba. Ôi, thực sự luôn Linh ạ. Tao nghĩ là anh Dũng bé đang nằm bé nằm im luôn này. Nghe đấy. Ui, bọn mình mất chồng thực sự rồi. Hải thì bế được nó, còn Dũng nó bế được nó. Nghe nhá. Ôi, nằm im luôn ý. Nó cho như thế chứng tỏ nó cũng ok với anh Dũng. Tao nghĩ là ok quá. Nó rất rất ok luôn ý. Ôi nhìn nó kìa. À nó cắn đấy, nó cắn đấy. Nó không thích, nó chỉ thích một lúc thôi. Mèo mà. Con nợ. Mèo mà. Kiểu dĩ mèo á. Dĩ mèo. Đủ xong rồi là cướp chồng bà, xong cắn chồng bà, xong nhảy ra. Hình ảnh người thứ ba. Sao có túc ăn không? Thank you.
reveal something. I'm gonna let Lee open first. Okay. Yeah. Wow. Oh my god. Wow. That's so nice. Oh, thank you so much. Let me take a picture of him. Oh my god. Actually, you remember last time you you gave me one of this after the video? And I was lost on the plane. From France back to Vietnam. Oh my god, so now you got it back. Yeah. I always wonder when I can get one back. Yay. Thank you so much. Mua gì đấy? Biết là gì không? Cái sầu riêng. Sao còn đáng 79.000 đâu nào? Ngon. Ngon hả? Kiểu creamy à? Giống vị sầu riêng thật đấy. Giống cái mình ăn trên Thái không? Ngon đấy. Hơi ngọt. Hơi ngọt một chút. Mô mì, có bắt đầu bí mèo đấy à? Mày nhìn cái nhìn 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 thời khắc lịch sử. Hay nhỉ? Nhìn trong tay hay nhỉ? Hay hay là nhờ anh Dũng tắm mỡ nó. Được rồi, được rồi. Rồi đấy. Mô mì ơi. Hết giờ chưa? Nó thật là ngon. Nó bảo ơ hình như ông này không phải bố mình. Đấy đấy. Mày móc vào cái gì vậy? Không sao được rồi. Đây chúng mình ăn trước. Tới Hải ơi. Linh, hai vợ chồng, hai đứa bạn, hai bạn lợn, anh Dũng này. Bạn lợn cơ bắp. Cơ lợn cơ bắp. Cái gì đấy? Đây là Mexican này đúng không? À sugar cane của mày đấy. Là nước suối nữa. À nước suối bên kia. Nước suối của nhà ta. À ok. À còn của anh nữa là bia đúng không? Tao uống hai drink. Cái là cái gì? Ồ nhà tao đi ăn gì ấy mà kiểu trà đá là có phải hai drink đấy. Chờ anh Dũng tí, anh Dũng bia. Okay. Ơ nhưng mà cái chip ở dây ấy là nó tự làm đúng không? Thế. Ồ. Ông ấy ăn được ông quán nó tự làm chip ngon đấy. Tao không biết là phải ngon tao ăn. Và các bạn. Một lần ấy ra nhá. Một hai ba. Rồi, nào thôi cheers một cái tự tế đó các bạn. Cheers. Hội các anh chị già đến sớm. La la, are you ready for the chicken? Được, em đói lắm rồi mọi người. Ăn đi xin mời em. Trang với Ngọc chưa lớn luôn mọi người. Đây. Trang, Ngọc, Chloe, Diệp. Chưa thấy đâu cả. Ai còn chị Vi nữa. Trời ơi, chị Vi nữa. Đúng, quá đáng. Tại nhé chị Vi là ngồi đây. Ừ, kiểu. Hello. Rapper. Em team nào đấy? Em team nào đấy? Em team cà rích. Cà rích. Nhìn nó ơi đâu kêu. Ôi tao nghe tiếng cộng khác mày ạ. Này ai đâu cứng nhỉ? Cái siêu to luôn á. Mạnh về ơi em tập bụng một phát đi nào. Bụng một phát đi nào. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ăn trứng bách ngon nhất có thể. Bỏ trứng nào đặt đi ngay. Phải đập hẳn nữa. Phải đập hẳn nữa. Đâu đập vào đây đập ra. Break đúng rồi break rồi crack. Thôi đừng phí quả trứng. Thôi vô dụng gì cũng phải bỏ rán mà. Ừ. Tí nữa rán lên. Tiếp. Tiếp. Không dính một tí nào nước luôn. Okay. Nào bây giờ quả này nhá, nhưng quả này phải nhanh hơn nhá. Quả lúc nãy phải mất hơn 1 phút để đập ấy. Đập bây giờ có 30 tay thôi. Ờ. Nó đổi hay chán. Wow. Cháu ăn cái tiêu hay là về. Thứ bảy và bây giờ 12:15 bọn mình mới đi ra khỏi nhà. Thì ngày hôm nay chắc là các bạn đang xem video của Linh cũng biết ấy là Ly và Linh sẽ đổi túi cho nhau. Thế nên là hôm nay Ly sẽ dùng túi Linh và Ly không biết là Linh chuẩn bị gì cho Ly ở trong này. Bọn mình đổi túi với nhau ấy là chỉ được cầm lại thẻ nhà với cả chứng minh thư và điện thoại thôi. Còn lại là Linh thì đang cầm ví của Ly, cầm hết tất cả mọi thứ của Ly. Còn Ly thì đang cầm hết tất cả mọi thứ của Linh. Nên bây giờ bọn mình sẽ đi ra và phải đến tối nay nhỉ anh nhỉ? Mình mới gặp Linh với Hải đúng không anh?
Yep, thế nên là Ly sẽ được tiêu thẻ của Linh. Nhưng mà bọn mình có bắt chuyện cho nhau, có bắt chuyện cho nhau. Đấy, bây giờ bọn mình sẽ đi đây. Anh Dũ cũng đói rồi, Ly cũng đói rồi. Và đây là make up look của Ly. Nhẹ nhàng đơn giản thôi, mình dùng một cái kiểu BB cream. Không phải BB cream mà là kem chống nắng có màu. Đấy, ok. Thôi đi thôi anh ơi, let's go. Đây, chiếc túi của Linh để cho mọi người xem. Ly đeo chiếc túi của Linh trông có hợp không nhá. Để con và anh Dũ xem em có nên mua chiếc túi này không. Đây, hôm nay Ly mặc một chiếc váy của Madame Dương, khá là xinh, các bạn cũng hay rất là hay hỏi. Và đây, ở đây là chiếc váy mà anh cũng bảo là Ly mặc như bầu đó. Hôm nay đỡ hơn rồi. Thì cho em tí nữa em ăn dim sum với anh cho dễ. Đây đây này, nhưng mà nhá, nếu mà cầm như này trông giống. Đây là tư thế các bạn bầu. Anyway, thì đây là túi của Linh. Thì bây giờ mình sẽ đi đây, mình chưa biết ở trong này Linh chuẩn bị cho mình cái gì. Mình sẽ chỉ được mang thêm điện thoại các thứ thôi. Và có gì thì nếu mà Ly tiền tiêu cái gì mà vượt quá budget thì anh Dũng sẽ chào Ly. Thôi chúng mình đi nhá. Trọng hợp mà đúng không? Trọng vừa size đấy chứ nha. Nếu mà Linh mua túi này Ly sẽ mua màu be cho nó xinh, nhưng mà thôi em nhiều kiểu túi này rồi. Let's go baby. Let's go. Hôm nay Ly với các anh Dũng này. Tim hồng, tim tím. Didn't care for one another, you and I thought I was okay, till something in me changed, don't know why. Hai đứa đã đến Crescent Mall rồi. Lúc đấy thì hai đứa ngủ tan xa. Ngủ gần trên xe. Nhưng mà xe đi êm quá. Anh lái xe về quá. Nên là 10 điểm cho anh lái xe. Bây giờ đi kiếm cà phê cho tỉnh đi dạo được nhá. Đi vào Uzin cà phê ngon anh ạ. Dạ. Ừ. We know. Sao mà? You want to sit down or you want to take away? Buy a new app. Sure. Gì vậy? Ngoài trời vẫn mưa. Hay mưa chán ấy, đợt này vào Sài Gòn mưa chán nữa là chán luôn ấy. Mưa. Cũng bảo lấy thẻ Linh đi mua Apple Watch của Linh. Hay lắm. Sự như là kiểu cảm giác dùng thẻ người khác mua đồ. Đi uống cà phê. This is your phần thưởng. Hai anh chị già. Mình già thật rồi. Hai đứa chán quá chẳng biết làm gì. Đi hết cả cái Crescent Mall rồi. Thế là ngồi lại đây ăn. Thôi xem nốt cái đấy đi. Thương em đi. Thank you. Đây là chút tiền nữa là anh đi xin tin đá chứ. Chào bạn anh đi kìa. Bạn tí nữa về thì nào chả đòi lên. Cứ mày nghĩ chào ở đây rồi đấy. Lúc nãy con chó chạy vào đây đi. Ờ lúc nãy đấy. Xong rồi Bumi. Bumi. Bumi bảo gì? Bumi nó không sợ đâu nhỉ, nó định đuổi theo cơ. Nó bảo cút ngay ra khỏi nhà ta. Bumi camera shy rồi, bye bye Bumi nha. Rồi official tiểu tam official, trời ơi thật sự luôn, trời ơi em ơi, bố mẹ làm gì chồng ta đấy, chồng bố mì, ôi trời ơi lại còn vẫy đuôi. Bố mẹ ơi, bố mẹ làm gì chồng ta đấy, mày chiếm giữ chồng ta rồi à? À bố mẹ. Bố mê. Trời ơi. Oh my god. Bố mê ơi. Oh my god. Trời ơi. Ôi anh ơi, sao nó ngồi như kiểu.
nó có không chịu chịu đi ra luôn đấy. Bố mẹ à, ngồi đấy luôn bố mẹ. Tao mất chồng rồi. Tao mất chồng rồi. À đấy rồi. Chúng mình đã có vlog trên xe, ok. Bây giờ thôi, tắt đấy đi. Giờ chúng mình sẽ đi đi gì ta? Aeon Mall. Uniqlo. Uniqlo, đây cho em đó. Em đâu rồi? Đấy. Khiếp, ngồi trên xe với chị đâu phải đeo khẩu trang. À em quên. Em ngồi ngày nào cũng ngồi với chị rồi còn gì nữa. Nào đi đi nào. Wow. Sao đấy mình có thể được đấy, hay đấy. Midnight Kid. Em ơi, giờ mình mệt biết cái này quá muộn. Chị nhỉ? Ô, từ từ. Chị Cutie đang đi ở trên vỉa hè giờ con bim bim. Ô Duyên. Bác thích màu này. Ừ, bác khen màu này. Chứng tỏ là mẹ chỉ thích tím. Với người lớn những cái màu cho vào bạc này. Kiểu bảo là đồ màu bà già. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em cũng bảo đừng nhuộm cái màu đấy trong ăn chơi. Đúng thế, đúng thế các bác. Mình hôm nay trời rất là mưa. Và bọn mình phải lái xe chứ Ly không nghĩ là với cái trời này ấy thì Ly sẽ gọi được Grab đâu mọi người. Ok, wow, với chiếc tripod này thì giờ đây Ly nghĩ là chúng mình hoàn toàn có thể làm được những đoạn vlog trên xe một cách rất thoải mái. So happy. Ở đây, mọi người thấy không? Màu tóc mới, nhựa mới đấy. Mới nhựa lúc nãy luôn, tức thì hôm nay thì bọn mình đang trên đường đi sang Uniqlo để làm để dự một cái khai trương của Uniqlo tại Aeon Long Biên thôi. Nên bây giờ mình sẽ tập trung lái xe đây và chúng mình sẽ hẹn nhau sau nhé. Mình đang đi đến Lemon Steak để gặp Phương Hà. Hôm nay Phương Hà có rủ Ly tham gia một cái video với Phương Hà. Thế nên là chúng mình sẽ đi. Không biết là hôm nay Phương Hà cho Ly làm những cái gì đây. Thực ra Ly biết rồi đấy, nhưng mà Ly giả vờ thế thôi. Để mọi người xem video của Phương Hà nhá. Hello. Hello, hello. Đấy, lúc nãy bạn là hôm nay Ly được Phương Hà mời tham gia một video với Phương Hà. Thế nên là hôm nay hai chị đang ngồi ở đây. Ly nghĩ là mọi người nên xem video của Phương Hà để xem biết được là cái gì nhá. Ly không nói đâu, rồi Ly biết là làm cái gì rồi. Cho nên hai chị đang ngồi ăn steak và xong những kiểu gì ạ? Lựa chọn mà các bạn đã chọn trong video của Phương Hà thì là ngày lộ mất. À, tất nhiên quên mất cái câu rồi. Thì giải nhất, thì giải nhất. Bí mật nha mọi người, coi là bí mật nhá. Đúng chính xác. Đấy, hôm nay hai các chị em đang ngồi với cả hai bạn trợ lý. Để đi ăn tí nữa thì mình làm gì nhá em? Là đi cà phê nè. Ồ, chị đang cần uống cà phê. Sau đó thì em nghĩ là sau là đi siêu thị. Đi siêu thị, về nhà chị nấu ăn nhá. Ồ, thôi chết, nấu hết video rồi. Thôi chứ không sao, video này tận là đầu tháng 11 mới lên cơ. Thế nên không sao, hết video kia đã lên rồi. Thế nhá. Didn't care for one another. You and I. You and I. Thought I lost my way. But you washed out all the gray. Don't know why. Oh wow. Wow. Wow, chắc đưa cho mua đấy. Có cái màu tóc chị luôn. Màu tóc của anh em mà anh cầu. Me when I'm by myself. I should be free but I'm hoping that we could be something in the end. Something more than friends. In the end.
Qua rồi, hôm nay là ngày 30 tháng 10. Và mình nghĩ là có lẽ là trong cái vlog tháng lần này ấy, mình cũng chưa nói được gì nhiều với mọi người. Tại vì nói thật là có nhiều cái kiểu không tên mà mình rất là khó để mình có thể vlog lại được cho mọi người. Nói chung là tổng kết thì tháng này là tháng đầu tháng thì mình rất là bận với các cái công việc của mình, cũng như là những cái chuyến đi mình đi Sài Gòn này, xong rồi có rất là nhiều event, có một cái workshop của mình, có livestream, có làm những cái video mới. Và tháng này cũng Ly nghĩ là Ly cũng không đến nỗi là bị lười nhác hay là bị thiếu productive, thiếu năng suất, mà Ly vẫn khá là năng suất. Mỗi tội là Ly không show nhiều ở trên này cho mọi người thôi. Và anyway thì tháng này mình cuối tháng là cái lúc mà mình bắt đầu kiểu bị hơi loạn một chút. Tại vì sao? Tại vì 16 ngày nữa thôi là đến ngày ăn hỏi của mình rồi. Thì đáng lý ra là gia đình mình là sẽ là tổ chức ăn hỏi vào cuối năm, vào năm tới, và gần với cả đám cưới. Nhưng mà tuy nhiên là có một chút thay đổi, thế nên là cả hai nhà đã quyết định là ok, sẽ ăn hỏi sớm trước trong năm nay, và xong rồi ăn cưới, đón dâu các thứ ấy nọ thì mình sẽ vẫn làm sang năm sau để chờ chị gái của mình có thể đi từ Mỹ về. Và cũng như là dịch Covid cũng đỡ đỡ đi một chút trên toàn thế giới thì các thành viên trong gia đình có thể dễ dàng di chuyển nhiều hơn. Tại vì mình thì gia đình chỉ có mỗi hai chị em thôi, và rất là muốn có sự hiện diện của cả chị mình, anh rể cũng như là em bé nữa. Em bé sắp ra đời. Em bé bây giờ như được 30 tuần rồi. Đấy, thì nói chung là rất là mong như thế. Thế nên là mình cũng hơi cầu toàn một chút là mình muốn đầy đủ cả nhà, có mỗi bố mẹ mình ở đây, thiếu chị hay là chị phải xem ở trên online cũng rất là buồn. Thế nên là mình muốn chờ, và với cả năm sau cũng mới là cái năm mà mình được tuổi mà. Thế nên là thôi, không phải gì phục vội cả. Thì mình cũng muốn là mọi thứ chu toàn nhất và nó được hoàn hảo nhất, hai gia đình vui vẻ. Cái chính là như thế thì bố mẹ không phải lo lắng quá nhiều, và không bị stress thì nó mới vui, nó mới là một cái ngày kiểu celebration của cả hai đứa sau một cái trang mới. Thì đó, cả hai đứa cũng cùng, nói chung là cũng nói chuyện, phải nói chuyện với nhau rất là nhiều, phải chia sẻ, và cũng như là phải kiểu đồng một cái quan điểm thì mới có thể hoàn thành được. Ly thì lúc cái gì bọn Ly cũng sẽ chia sẻ cho nhau và cùng nhau đưa ra quyết định, chứ không phải là ok cô dâu cứ đi làm việc cô dâu, chú rể đi làm việc chú rể, không, bọn mình là đồng tâm quyết thắng. Đấy, thì hôm nay Ly đang make up để tí nữa Ly quay video, tại vì nó thật là tuần trước ạ. Chút nữa chứ, mình quay 3 cái video liên tục, nhưng mà tuần này thì mình chưa quay được cái nào cả mọi người ạ. Và mình cảm thấy rất là có lỗi với mọi người. Đây, hôm nay lên một cái mụn đây, nhưng mà ngày mai lên mới quay test and try một cái sản phẩm mới được. Anyway thì cũng không biết chia sẻ gì cho mọi người bây giờ, chỉ có mỗi cái là đấy, tuần rồi mình kiểu story còn chả quay, tại vì có quá nhiều thứ việc không tên và không thể nào chia sẻ được ngay. Thế nên là mình sẽ cố gắng là chia sẻ với mọi người. Thì hiện tại bây giờ bên cạnh việc là mình chuẩn bị thuê trang trí này, book trang trí này, xong rồi mình cũng phải đi tìm áo dài, mình đi đặt áo dài, xong rồi quay phim chụp ảnh thì đã xong rồi, mấy cái đấy thì đơn giản. Xong kiểu mình cũng làm dần dần từ thứ một ấy, chứ mình cũng không muốn làm vội nhanh tất cả mọi thứ quá. Mình nói thật là mình rất là phục những gia đình nào mà những cô dâu nào mà chuẩn bị hết tất cả mọi thứ trong vòng bao nhiêu, một tháng làm hết. Kiểu mình có mấy người bạn thấy mọi người chuẩn bị nhanh cục, mình kiểu wow, how,
Tại bản thân mình, bọn mình cũng muốn lựa chọn thật là kỹ và cũng cố gắng là kiểu chọn được bên nào mà cái phong cách làm việc chuyên nghiệp này và cũng như là họ kiểu có tâm ấy, quan tâm đến mình, mặc dù có thể là cái đám của mình nhỏ thôi và có rất nhiều đám khác của họ, kiểu đám cưới tiền tỷ các thứ này nọ, nhưng mà họ vẫn kiểu phải quan tâm chăm sóc đến tất cả các khách hàng. Khách hàng nào thì cũng là khách hàng đúng không? Và nếu như mà mình chăm sóc khách hàng được tốt và kể cả họ có là một đám nhỏ đi chăng nữa, ít tiền đi chăng nữa, thì mình vẫn cần nên đầy đủ thì và phải treat nhau, treat như nhau, chứ không phải là khách nhiều tiền nó sẽ được quan tâm nhiều hơn là khách ít tiền. Đấy. Anyway, thì em trợ lý đến rồi, Lý sẽ phải finish note cái lớp makeup này và Lý sẽ quay lại cho người ta nhá. Đây là ngày cuối cùng của tháng và hai đứa cùng nhau đi tập. Đây, bụng dạo này vẫn nhỏ nhưng mà nói chung là vẫn bớt cơ một tí rồi, tại vì mình đi hơi lười. Đây là phòng tập của Security ở Lê Văn Thiêm, 15 Lê Văn Thiêm. Rất là mới, rất là xinh đẹp. Đấy, đây phòng thay đồ của nữ. Bình thường là không được quay đâu, nhưng mà tại vì bây giờ 7 giờ sáng thì cũng không có ai đi cả, thế nên là đi mới tranh thủ quay được. Bây giờ thì đi lấy găng tay và đi ra ngoài nhá. Stay naive, both summer and winter time.